Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth VEOF, đầu tư dễ dàng, tương lai an nhàn. Quý khách muốn đa dạng hóa kênh đầu tư. Quý khách muốn tiền nhàn rỗi sinh lợi nhanh, dễ dàng, thuận tiện. Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth VEOF là sự lựa chọn phù hợp dành cho quý khách. Quỹ VEOF đầu tư đa dạng vào các cổ phiếu niêm yết của các công ty có vốn hóa lớn và vừa, các công ty đầu ngành có lợi thế cạnh tranh khác biệt, có nhiều tiềm năng tăng trưởng, cổ tức cao và ổn định. Quỹ VEOF được quản lý chuyên nghiệp bởi ban điều hành quỹ gồm 2 chuyên gia đầu tư với tổng cộng 20 năm kinh nghiệm. Ban điều hành quỹ được hỗ trợ những thông tin phân tích chuyên sâu về kinh tế vĩ mô và các công ty từ đội ngũ chuyên gia phân tích giỏi. Nhiều chuyên gia đầu tư và phân tích của Vina Capital có bằng CFA, thạc sĩ, tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài như Đại học Harvard, Mỹ. Mục tiêu đầu tư của quỹ VEOF là mang lại lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng của VN Index cho nhà đầu tư dài hạn. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, lựa chọn những cổ phiếu có kỳ vọng sinh lợi cao thông qua quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng. Với chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư hoàn toàn không bị ràng buộc về thời gian đầu tư tối thiểu như tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, dễ dàng đầu tư chỉ từ 2 triệu đồng và miễn phí mua. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán chứng chỉ hàng ngày thông qua ứng dụng quản lý đầu tư trực tuyến Vina Capital MyOPlus, hiện có trên website, hệ điều hành Android và iOS.